Hi, cả nhà ơi, hôm nay em sẽ like cái phần hàng Mỹ xách tay của em cả nhà. Hàng này em mới về, bao gồm những hàng khách order sẵn, khách order và những hàng em mua về sẵn để em bán. Cả nhà vào xem ủng hộ em nha. Đây là hàng của em, rất đa dạng cả nhà, từ mỹ phẩm, mắt kính, đồng hồ, thực phẩm nữa cả nhà. Đó, thực phẩm, dầu gội, nước súc miệng, serum, dầu gội nữa cả nhà, thực phẩm chức năng nữa cả nhà. Hàng của em rất là đa dạng. Đây nè cả nhà, còn ở trong thùng em chưa dọn ra nữa cả nhà, nhiều lắm, để em like từ từ cả nhà xem ủng hộ nha. Đây túi sách VIP nè cả nhà. Còn đây hàng của khách order nè cả nhà. Đây, khách order. Đây nè cả nhà, hàng này của khách order nè cả nhà, em chưa khui ra luôn. Còn đây cả nhà ơi, đây thùng hàng, đây khách order luôn cả nhà ơi, để em lấy thử hộp ra coi nha. Hộp này bự quá. Cái này là sáp thơm, mình để trong phòng ấy cả nhà, để trong nhà cho nó thơm cả nhà. Này màu xanh, cái này màu vàng cả nhà. Đây là cả nhà, cái này thì em không có khui ra được. Cái này là của khách, để em giao khách, ngày mai em ship cho khách. Đặc biệt cả nhà, em có hàng mỹ phẩm mà hàng mini á cả nhà, rất là nhiều hàng mini. Một hồi nữa em like chi tiết cho cả nhà vào xem nha. Bây giờ mình tiếp tục đi, nhiều hàng quá, mình like từ từ nha cả nhà. Đây là cả nhà, đây là phấn phủ RCMA, cái hiệu nó là RCMA, là phấn phủ không màu. Khi mà đánh lên nó da mình rất là mịn, rất là tự nhiên, nó không màu á nha. Đây này á nha, full size á nha, hộp rất là to, giá 370 nha cả nhà, 370. Còn đây nè cả nhà ơi, đây là dầu gội đầu hết, chuyên trị về gàu, hay người ta còn gọi là dầu gội đầu thuốc để trị gàu đó cả nhà. Ai mà có gàu đảm bảo xài một chai này là sẽ hết. Cái này là 400ml nè cả nhà, hàng của Mỹ luôn, 400ml của Mỹ, giá 270.000. Cả nhà nào thấy sản phẩm nào được á, và cả nhà muốn đặt mua thì cả nhà cứ để bình luận ở dưới cho em nha. Em vô em thấy em sẽ liên hệ với khách, xong rồi em ship hàng cho khách. Cái này hàng của Mỹ nha cả nhà, 400ml của Mỹ. Rồi đây cả nhà ơi, nhiều đồ quá cả nhà ơi, em bày ra quá trời luôn. Đây nè cả nhà, đây là chai nước súc miệng của Nhật, chai này chà bá luôn á, bự lắm. Màu hồng rất là dễ thương cả nhà. Chai súc miệng này, chai súc miệng này giá là 290, 600ml cả nhà, 290, hàng của Nhật. Rồi cả nhà ơi, có cái này nè, cái này đang làm dậy sóng ở trên mạng này cả nhà. Đây là serum vàng của Hàn Quốc, một set vậy là hai chai, mỗi chai là 60ml, hai chai, set vậy là hai chai nè cả nhà, giá là 150.000.
Để lấy cho cả nhà xem nha. À, cái này là hai chai 60ml chứ không phải là một chai 60ml nha cả nhà. Đây là cả nhà ơi. Serum vàng của Hàn Quốc. Serum vàng 24k nha cả nhà, uống số 9 luôn. 150.000. Đây là cả nhà ơi, em có cái chai loại lớn này cả nhà. Cũng của Hàn luôn cả nhà. Cũng serum vàng luôn, loại lớn. Serum vàng loại lớn 130ml là 290.000 nha cả nhà. Hồi nãy là cái chai mini. Mỗi chai 30ml, hai chai thì 60ml, còn cái này là chai full size. Full size 130ml. Em khui cho cả nhà nha, em đập hộp cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, của Hàn Quốc nè cả nhà, có chữ Hàn Quốc nè. Serum vàng nha cả nhà, chai rất là đẹp. Đây nè cả nhà ơi, serum vàng. Serum vàng Hàn Quốc, giá 290.000, 130ml hộp nè cả nhà. Còn đây là cả nhà ơi, đối với nhà biết cái này là cái gì? Starfire, hiệu Starfire. Để em gỡ ra cho cả nhà xem nha, đập hộp cho cả nhà xem. Rất là đẹp luôn cả nhà, cái hộp rất là đẹp. Đây là cả nhà ơi, đây là cái hộp đựng đồng hồ. Cái hộp đựng đồng hồ Starfire của Mỹ, giá 390.000 nha cả nhà. Hộp này rất là đẹp luôn á. Mình xài đồng hồ, mình về mình bỏ vô hộp, mình bảo quản thì cái đồng hồ mình nó không bị trầy nha cả nhà. Nhìn nó sang trọng nha cả nhà. Giá 390.000 nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đây nè cả nhà, hộp táo lục của Nhật nè cả nhà ơi. Đây cả nhà xem là hộp táo lục của Nhật nè cả nhà, giá 650. Ba trăm mười gram, hộp rất là lớn nha cả nhà. Giá 650 nha cả nhà. Cả nhà chốt được món nào cả nhà nhớ để dưới bình luận cho em biết nha cả nhà. Rồi. Collagen. Collagen 390 viên nè cả nhà ơi. Nhiều hàng quá. Em không nhớ hết luôn. Đây collagen của Mỹ 390.000. Giá là 680.000 nha cả nhà. Hàng của Mỹ. Đây nè cả nhà. Ba trăm chín mươi viên nha cả nhà. Collagen. Đây cả nhà ơi, đây là fish oil Alaska. Cái
hộp fish oil này cũng của Mỹ, 230 viên, giá là 690 nha cả nhà, giá 690. Hàng của Mỹ nha cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, hỗ trợ xương khớp cho người già. Mình có cái sản phẩm Lucosamin này nè cả nhà. Cái này là 375 viên. Nhưng mà giá của nó thì chỉ có 650 thôi. Cái này người lớn tuổi uống rất là tốt. Tại vì nó bổ sung sụn khớp cho người già cả nhà. Mình qua tuổi trung niên mình cũng nên uống cái này. Cái này hậu Lucosamin này là cũng của Mỹ luôn nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, của Mỹ, hợp rất là cao cả nhà, cả gang tay luôn á. Hàng của Mỹ không cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, em lại tiếp ở đây là sữa tắm Super Kit. Em có hai mùi, mùi táo và mùi dưa hấu. Nhưng mà mùi dưa hấu em giao hết rồi, giờ còn mùi táo. Cái này là 1 lít 18, 1,18 lít, hơn 1 lít vậy cả nhà. Chai và bá luôn, xài lâu đó, xài rất là lâu. Cái này là gội xả chung luôn nha cả nhà. Tắm gội xả chung luôn. Cái chai này là cả nhà rất là tiện, nhà có con nít thì mình chỉ cần xài một chai này thôi là cho tắm, cho gội, cho xả luôn. Hàng của Mỹ nó hay ở chỗ đó đó cả nhà, là sản phẩm của nó dành cho con nít đó, xài rất là an toàn và rất là tiện cho người xài nữa. Thay vì mình sữa tắm riêng, sữa gội đầu riêng, dầu xả riêng, nhưng mà hàng của Mỹ là 3-trong-1 luôn, tắm gội xả chung luôn và xài rất là tốt cho trẻ em. Sản phẩm cái hiệu Super Kit này rất là tốt cho trẻ em này cả nhà. Cái này là giá 260 ngàn, 1,18 lít nha cả nhà, chai to lắm, chai to lắm cả nhà ơi, hàng của Mỹ luôn cả nhà, giá 260. Em có hai mùi cả nhà, cái này táo và kia dưa hấu. Đây nè, đối với nhà là gì? Đây là hạt quinoa. Cái hạt quinoa này rất là tốt cho sức khỏe, cho tim mạch, cho người tiểu đường. Cái một bịch gì là 1 kg nha cả nhà. Cái này mình nấu giống như nấu cơm vậy cả nhà. Mình nấu riêng một cái hạt này thôi, mình bỏ vô nồi cơm điện mình nấu giống như nấu cơm vậy á, mình ăn cũng được. Hoặc là mình trộn chung với gạo của mình nấu vẫn được. Ăn không có ngán, ăn cái hạt này rất là thích luôn, ăn là ghiền luôn đó cả nhà. Lâu lâu mình đổi món cả nhà, không ăn cơm ăn cái hạt này nè, rất là ngon. Và đặc biệt là rất là tốt cho những người mà tiểu đường cả nhà, tại vì nó ít tinh bột á, là những người tiểu đường hay mua cái loại này. Hạt quinoa 1 kg. Một ký là giá 280 nha cả nhà. Một bịch 1 kg này giá 280. Rồi cả nhà nhớ để bình luận dưới cho em biết nha cả nhà. Cái này là sữa rửa mặt Cetaphil. Cái hiệu Cetaphil này đặc biệt là bác sĩ nên khuyên dùng cả nhà. Nó có rất là nhiều nhiều sản phẩm về Cetaphil. Sữa rửa mặt nè, sữa tắm, lotion nữa. Sữa rửa mặt thì nó có cái chai, nó có nhiều dạng chai. Nhưng mà em có cái chai này.
Cái này là 473 ml, rất là lớn này cả nhà. Cái sản phẩm này là bác sĩ khuyên dùng, có sản phẩm Cetaphil dành cho trẻ em nữa. Cái này rất là tốt này cả nhà, hiệu này rất là tốt. Cái này chai sữa rửa mặt này là giá là 350.000, 350.000 mà nó rất là to cả nhà, tới 473 ml rồi. Mình xài không biết khi nào hết luôn á. Bình thường mình mua tiếp sữa rửa mặt có trăm trăm mấy ml là đã lớn rồi cả nhà. Còn cái này tới 400 mấy rồi mà xài rất là tốt. Cái này hạt sản phẩm Cetaphil này đặc biệt là thích hợp với mọi loại da. Cả nhà xài là không sợ bị kén da. Mua sản phẩm này chứ mua sản phẩm Cetaphil này an tâm nha cả nhà. Rồi. 350 nha cả nhà, 350.000 nha cả nhà. Cái này là tẩy trang của Pháp. Đây là nước tẩy trang Bodermark. 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 Nước tẩy trang Bodermark của Pháp 500 ml. 500 ml, giá 450 nha cả nhà. Hàng của Pháp nha cả nhà. Đây hàng của Pháp. Nước tẩy trang mỹ phẩm của Pháp rất là tốt nha cả nhà. FT bản phấn mắt mà cả nhà, hiệu Estée Lauder, giá 90.000 thôi cả nhà. Em có mấy bản để em khui ra cho cả nhà xem nha. Đây này cả nhà ơi, màu này rất là dễ dùng hơn cả nhà, 4 màu giá 90.000, hiệu Estée Lauder, giá rất là rẻ nè cả nhà ơi. Rồi, đây nữa nè cả nhà, hộp này cũng 90.000 luôn cả nhà ơi, cũng 4 màu luôn. Đây nữa nè cả nhà, cũng 4 màu luôn, 90.000. Hộp này cũng giống hộp nãy, mà hộp vừa mới khui, giống hộp vừa mới khui nè cả nhà, cũng 90.000 luôn nè cả nhà ơi. Đây là cả nhà ơi, một hộp phấn mắt
15 màu nha cả nhà. Hiệu Revolution. Giá 290 ngàn thôi cả nhà ơi. Để em coi cho cả nhà xem nha. Không được cả nhà, cái này nó dán rồi, rồi em không có khui ra được. Em cứ để vậy cho cả nhà xem nha. Giá 290 nha cả nhà. Hàng của Mỹ luôn cả nhà ơi. Hàng của Mỹ luôn. Cả nhà xem nè. Hàng của Mỹ nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Rồi 15 màu mà có 290 nha cả nhà. Rất là rẻ. Màu này rất là xài rất là hợp da nha cả nhà. Nó không có kén da. Đây là cái nhà, đây là bảng phấn mắt BH. Để em khui cả nhà xem nha. Đây, hộp này rất là lớn cả nhà. Hộp phấn mắt BH này giá 360 nha cả nhà. Rất là nhiều màu luôn. Cả nhà xem nè. Hàng của Mỹ luôn rồi cả nhà. Đây của Mỹ nè cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Cả nhà xem lại cả nhà. Hộp rất là lớn nha cả nhà. Rất là to. Và giá có 360 rồi cả nhà. Rồi. Rất là đẹp. Đây là cả nhà ơi, bạn phấn mắt Sephora nhìn rất là sang trọng nha cả nhà. Nhìn rất là lạ nha cả nhà, thiết kế rất là lạ. Hàng của Mỹ luôn cả nhà ơi. Giá 450. Để em khui cho cả nhà xem nha. Đây. Nó bao gồm phấn mắt, má hồng, gồm mắt má hồng ở trong đây nha cả nhà. Giá 450 cả nhà ơi. Màu này rất là đẹp, rất là dễ xài nha cả nhà. Mấy màu là em nhập hàng về là những cái màu thông dụng, dễ xài, không có kén da nha cả nhà. Lứa tuổi nào xài cũng được. Rồi, đây, lại lại, à, nhìn thấy đẹp không? Seropa, giá 450. Rồi. Thơm quá cả nhà ơi, cầm tới hộp này thôi là đã thơm rồi. Đây là giấy thơm, bao giấy thơm hiệu bao, một hộp về là 160 tờ nha cả nhà. Giấy này nó thơm lắm, 160 tờ. Cả nhà biết cách sử dụng sao? Cả nhà khi mà giặt đồ á, cả nhà lấy một tờ bỏ vô máy giặt, giặt chung là đồ mình rất là thơm luôn, thơm cho cả nhà luôn mà chỉ một tờ thôi. Hoặc là trong tủ quần áo á, cả nhà rút một tờ, cả nhà để trong tủ quần áo là cả tủ quần áo đều thơm, đặc biệt là rất là thơm vậy. Mà mùi thơm rất là dịu nhẹ, dễ chịu chứ không có gắt. Cầm cái hộp thôi, chưa khui ra gì hết mà đã thơm rồi. Cái này giá là 250 ngàn nha cả nhà. Cái này xài cái này á, là quần áo khỏi cần phải xịt dầu thơm. Bỏ vô máy giặt, giặt lại cho thơm cả nhà luôn cả nhà. Cho cả gia đình mình luôn chứ không phải riêng gì mình. Cái này á, cái mùi này
mùi thơm rất là dễ chịu, nó dùng cho được nam nữ đều dùng được, nít dùng cũng được luôn. Nhà cái nhà có trẻ em á, cứ tủ quần áo đó cái nhà rút một tờ bỏ vô tủ quần áo, hoặc là khi giặt á bỏ một tờ vô máy giặt là cả nhà đều thơm luôn á. Cái nhà đi ra đường mặc đồ thơm rất là tự tin nha cả nhà. 160 tờ có 250.000 thôi, hàng của Mỹ cả nhà ơi. À mà cả nhà biết không, à, Việt kiều mình ở bên Mỹ á, hay về nước á, à, tại sao người ta hay mua cái giấy thơm này đem về nước tặng cho người thân? Tại vì á, ở Việt Nam á, không có cái loại này, là ở Việt Nam mà không thấy sản phẩm nào mà có cái loại giấy thơm này luôn á. Cho nên đa số á, là bà con ở nước ngoài về á, đem cái sản phẩm này về là tặng cho người thân ở Việt Nam. Ở Việt Nam ta cũng rất là chuộng, rất là thích. Rồi đây 250.000 nha cả nhà. 160 tờ. Má hồng nè cả nhà ơi, Wet and White. Hộp này full size nha cả nhà, nó có một màu, giá là 130.000, hàng của Mỹ luôn cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, cái màu này dùng rất là tự nhiên nha cả nhà, nó không có đỏ, nó không có đỏ ửng lên trên cái má của mình, mà mình đánh lên rất là mặt hồng hồng, nó hơi hồng hồng thôi, nó hợp với màu da của mình, làm cho mình rất là tự nhiên. Nhìn vô gương mặt mình nó cũng hồng hồng, nhưng mà màu hồng rất là tự nhiên, nó không có phải là hồng đỏ. Cái này nhà xài cái này nè, rất là thích hợp cho đi làm á cả nhà, đi làm công sở cả nhà, mình trang điểm xong rồi mình đánh một phớt một cái màu hồng này lên thì nhìn mình rất là đẹp, cái gương mặt mình rất là sáng sủa, nó vừa hồng, hồng vừa phải, cho nên nó rất phù hợp với nơi công sở nha cả nhà. Có 130.000 thôi cả nhà ơi, một ô về xài biết khi nào cho hết. Một ô này cũng khá lớn á. Đó. Đây. Còn đây là hàng hiếm. Hàng hiếm luôn cả nhà. Đâu mất rồi. Hộp của em để lung tung hết giờ. Em đặt ở đâu này? Đây nè. Hàng này nè cái nhà biết cái gì không? Đây là che khuyết điểm thần thánh. Đây cái hiệu nè. Đây cả nhà. Riolan. Che khuyết điểm thần thánh nha cả nhà, em có hai màu. Đây nè cả nhà. Cái màu này. Che cái điểm thần thánh giá như đây là giá 850 một hộp nha cả nhà. À, cái hàng này á ở Việt Nam á, rất là khó tìm nha cả nhà, mà mấy chỗ mà trang điểm á cả nhà người ta tìm cái này mua nè, cho nên em nhập hàng về em bán. Hàng này ở chỗ mà làm về tiệm mấy người mà trang điểm cô dâu á cả nhà, mấy chỗ làm đẹp như mấy cái thường trang điểm, nói chung là dùng trong trang điểm với lại mấy cái người hay diễn á cả nhà, mà mấy cái người mà đi làm trang điểm cho mấy cái diễn viên á nhà, là người ta tìm ta mua cái này, tại vì cái này là che khuyết điểm, nói chung là cái này là người ta được đánh giá là che khuyết điểm rất là thần thánh luôn á, rất là hiệu quả luôn á. Mà hàng này rất là khó ở Việt Nam, khách đặt em mua cái này toàn là khách chuyên về trang điểm. À, giá là 850 nha cả nhà dùng thử cái này đi, dùng rất là thích luôn á, che khuyết điểm, hàng của Mỹ luôn cả nhà xem nè, cái màu này rất hợp với là màu da cả nhà, đây nè cả nhà, đây cả nhà ơi, hai màu, cũng có hai màu, 850 nha cả nhà.
Cái này là che khuyết điểm thần thánh. Còn rất là nhiều cả nhà ơi, em sẽ cố gắng em like trong hết buổi hôm nay. Rồi, em khui cả nhà xem à, mấy cái mắt kính này là hàng order của khách. Hàng order của khách em mới về. Đây này cả nhà, mắt kính hiệu Sim. Đây này cả nhà ơi, giá 590 nha cả nhà. Giá 590 cả nhà ơi. Cái này cái mặt nhỏ nhỏ thon thoảng đeo đẹp lắm luôn á. Cái màu này cũng lạ nữa. Đây là cái nhà. Cái này là em chưa cái mở cái miếng nhựa nó dán ở đây nha cái nhà. Mở ra là sáng trưng luôn á. Nó còn nguyên nha cái nhà. Cái hộp đó là cả nhà ơi, hộp da rất là đẹp. Giá 590 nha cả nhà. Kiến này giá 590. Đây nè cả nhà, cũng hiệu là xin luôn cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, nhìn cái kính rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà. Đẹp không cả nhà? Cái này giá nhiêu Bích? Cái này cũng giá 590 nha cả nhà. Bằng cái kia.